Quý vị, vài năm gần đây, các đối tượng tội phạm ma túy rất táo tợn, manh động, luôn thủ theo hung khí nguy hiểm, thậm chí trang bị cả súng đạn để sẵn sàng chống trả. Một nam thanh niên ngồi trên xe taxi chạy quá tốc độ vừa bị công an thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước kiểm tra. Có tật giật mình, đối tượng xuống xe bỏ chạy và nổ súng về phía lực lượng chức năng, không tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt giữ. Đây là vũ khí mà nam thanh niên đã dùng để nổ súng về phía tổ công tác. Thế nhưng đạn lép nên may mắn không ai bị thương. Công an thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng là Trần Ngọc Quanh, 29 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, đi điều tra về hành vi tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Quanh còn bị điều tra về các tội tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ. Công an cũng thu giữ một khẩu súng, một viên đạn và hai túi ni lông chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.